Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DIF và mình là Long. Thì trong video này, Long sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mềm mang tên là MoreLogin. Và đây là cái phần mềm giúp cho mình có thể quản lý được nhiều cái trình duyệt cùng một lúc, cũng như là các bạn có thể thao tác được rất là nhiều thứ và phát cho mình cái IP bên trong cái MoreLogin luôn. Và để mà thực hiện được những cái điều đó thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải tải về. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai á, để mà các bạn có thể tham gia trải nghiệm miễn phí á, thì các bạn hãy kéo xuống phía dưới phần mô tả của video này, có một cái đường link đăng ký của DIF GameFi ở phía dưới. Mọi người có thể đăng ký thông qua cái đường link đó để mà nhận cho mình 50 profile sử dụng trong 15 ngày miễn phí ha. Thì đây là cái khoảng thời gian giúp cho các bạn có thể trải nghiệm cái sản phẩm này để đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình. Cho nên là cứ thoải mái mà trải nghiệm mọi người ha. Nó gần như là không có bị hạn chế bất kỳ tính năng nào cả khi mà các bạn sử dụng miễn phí như thế này. Thì sau khi mọi người đã tải xong và đăng ký xong rồi á, thì các bạn sẽ quay lại với cái giao diện của MoreLogin. Rồi, và tại đây á, thì Long sẽ giới thiệu cho các bạn hai thứ để mà các bạn có thể tiếp cận cũng như là sử dụng ngay trong quá trình mà chúng ta chơi game, những cái tựa game website ha. Đầu tiên sẽ là cái giao diện hồ sơ trình duyệt. Thì cái chỗ này á, các bạn có thể tạo hồ sơ của mình thông qua việc bấm vô phần quản lý hồ sơ. Sau đó thì các bạn sẽ bấm chọn cái trình duyệt Chrome hoặc là Firefox tùy vô cái nhu cầu của mình ha. Ở đây thì thường là Long sẽ sử dụng cái Chrome luôn, cùng với đó là cái hệ điều hành Windows. Sau đó thì mình ok rồi, mình sẽ bấm đồng ý thôi. Vậy là các bạn đã hoàn thành xong cho mình cái việc mà tạo một cái profile này đó. Và cái profile này á, mọi người có thể hình dung đơn giản thôi, là khi mà các bạn bật hai profile này, các bạn chơi một cái game gì đó thì game nó hiểu là các bạn đang chơi hai thiết bị khác nhau, đại ý là như vậy ha. Rồi, đó là cái điều đầu tiên thôi. Tuy nhiên, nếu như các bạn chỉ mới phát mỗi cái profile thôi thì nó vẫn chưa đủ, vì chúng ta vẫn còn trùng cái địa chỉ proxy. Vậy thì làm thế nào để mà các bạn có thể thêm proxy bên trong MoreLogin? Đầu tiên, mọi người sẽ vô phần ủy nhiệm ha. Tại đây thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái mục thêm proxy. Ở đây nó sẽ có hai loại. Thứ nhất là các bạn sẽ thêm cá nhân, là thêm từng cái á. Cái này thì nó khá là nhiều dòng ha. Và cái thứ hai á, là các bạn có thể thêm một lô. Và cái việc mà mọi người thêm theo lô như thế này á, thì nó cũng có ví dụ ở đây luôn. Và các bạn chỉ cần mua proxy xong, các bạn chọn một cái cú pháp giống như trên hình luôn. Ví dụ như của Long dùng á, thì nó sẽ có cái chữ A cộng nữa. Nhưng mà khi mà mình nhập vô đây á, mình sẽ chỉnh nó lại thành giữa hai chấm. Sau đó thì mình bắt đầu mình nhét vô thôi. Cũng như các bạn có thể hỏi cái bên bán proxy của mình á, là cái proxy mà các bạn mua á, nó thuộc cái thể loại là HTTP hay là HTTPS hay là SOC 5. Thì khi mà mình hỏi như vậy á, các bạn bấm vô đây, các bạn chọn. Xong rồi các bạn dán vô đây luôn. Thì lúc đó mọi người sẽ gắn vô và thêm proxy vô cực kỳ dễ dàng luôn. Sau khi mà mình add xong thì mình bấm đồng ý là xong rồi mọi người ha. Vậy thì sau khi đồng ý xong thì sao? Lúc này thì nó vẫn chưa có gì hết mọi người ha. Và mọi người sẽ cần thêm một bước nữa. Đó là ví dụ như bây giờ Long sử dụng cái profile số 62 với 64 đi. Đó, mình sẽ sử dụng hai cái này. Bây giờ mình sẽ cho nó thành hai bên ha. Đương nhiên là chúng ta còn có thể có thêm một cách sử dụng nữa. Và cách này Long đang sử dụng cho những cái tựa game của mình đang chơi. Chứ phải nói là rất là khó để mà chúng ta không sử dụng cái tính năng này. Các bạn quay lại phần MoreLogin, các bạn chọn phần bộ đồng bộ á. Sau đó thì các bạn chờ một xíu, nó sẽ có một cái tab này nó hiển thị lên. Rồi các bạn bấm vô bắt đầu đồng bộ. Tại đây thì nó sẽ phân chia cho mình hai ô như thế này luôn. Và nếu như các bạn mở 4 ô thì nó sẽ tự phân 4 ô, 6 ô thì 6 ô. Và nó sẽ có một cái cách chia tùy theo cách mọi người chọn ha. Mọi người có thể chọn tại đây, nó sẽ có dàn bằng, xếp chồng hay là xếp tùy chỉnh, là kích thước mà mọi người muốn như thế nào đó. Rồi, thì ở đây thì mình chỉ đang demo cho mọi người hai cái thôi. Và bây giờ Long sẽ bấm vô cái ô tìm kiếm, Long chọn YouTube. Thì sau khi mà mình bấm YouTube xong á, cái điều duy nhất mà có thể làm cho các bạn bị lỗi á, đó là cái việc nó chậm thôi. Thì chúng ta sẽ bấm từ từ mọi người ha. Vì lý do là một lần á, chúng ta sẽ không làm hai tab như thế này đâu. Như Long á, là Long đang chạy một lần 50-80 lần. Và khi mà mình chạy như vậy á, những cái thao tác nào mà nó lặp đi lặp lại quá nhiều á, mình sẽ dùng một cái ạc chính thôi. Sau đó mình đồng bộ lại tất cả những thứ còn lại. Rồi, dựa trên cái điều đó thì nó sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian luôn. Đương nhiên, có một yêu cầu nữa, đó là cái máy của mọi người nó cần phải mạnh ha. Vì khi mọi người mở nhiều trình duyệt lên á, nó sẽ yêu cầu cái chất lượng máy của mình nó cao hơn một xíu. Và đặc biệt để mà các bạn thao tác như thế này tốt á, thì cái dòng máy Xeon là một trong những cái sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho mọi người ha. Nói chung là cứ cày multi thì các bạn hãy sử dụng Xeon với lại phát thiết bị là đẹp. Còn đừng có dùng Intel chơi kiểu này mọi người ha, nó khá là cùi á. Đương nhiên là vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà cái thằng Xeon sinh ra là để cho các bạn thao tác đồng bộ như thế này á, kiểu như vậy ha. Ví dụ như bây giờ mình gõ kênh của mình chẳng hạn, thì đó, nó sẽ ra như thế này mọi người. Và cũng giống như cách mà các bạn chơi game thôi, các bạn chơi game sau thì bây giờ mọi người có thể sử dụng cái tính năng này để mọi người đồng bộ những cái thao tác đó lại ha. Long thì Long không tiện là đưa một con game bất kỳ nó lên để mà mình thao tác cái kiểu này hết, vì nó gặp khá là nhiều vấn đề á, cho nên là Long chỉ có thể demo sương sương như thế này cho mọi người thôi. Sau đó thì các bạn muốn tắt thì các bạn sẽ bấm dừng ở đây cũng được, hoặc là các bạn có thể tắt một cái tab này luôn và hai tab nó tự tắt. Rồi, và đó là nói về cách mà đồng bộ. Vậy thì làm sao để thêm proxy vô mọi người ha? Bây giờ các bạn chỉ vô cái phần thông tin proxy, các bạn chọn cái bút chì. Tại đây á, thì nó sẽ có một cái phần là đại lý mới, có nghĩa là các bạn sẽ chọn và thêm vô. Mà không, tại vì mình đã thêm tại phần ủy nhiệm lúc đầu rồi, nên là bây giờ các bạn sẽ bấm vô phần chọn một đại lý hiện có, rồi các bạn chọn vô một cái proxy mà các bạn mong muốn là các bạn sử dụng ở đó. Rồi xong, và khi mà các bạn chọn vô xong rồi á, thì nó sẽ hiển thị ở đây luôn ha. Rồi mọi người có thể coi lại, coi là cái proxy đó mình đã sử dụng cho cái nào rồi. Ví dụ như cái proxy số 1 nè, Long đang sử dụng cho cái máy là B26, 38 với lại 64. Đó, còn cái số 2 sẽ là 62 với 37 nè. Đó, mọi người có thể coi kỹ hơn tại cái phần phía sau ha. Rồi, và đó là cách để mà các bạn có thể sử dụng MoreLogin và cũng như thêm proxy cùng với đó là đồng bộ ha. Đây là ba cái điều mà các bạn cần phải biết nếu như các bạn đang có nhu cầu về cái câu chuyện là chơi game hay làm airdrop hay là cheating một cái gì đó mà không phải là một tài khoản á. Và Long thì cũng chỉ sử dụng có ba cái thứ này thôi mọi người ha. À mà quên nữa, thì cái proxy này á là mọi người sẽ còn phải đi mua nha. Còn mua như thế nào thì sẽ tùy vào cái chỗ mọi người kiếm á, thì trong group mình thấy có một số bạn đang bán, mọi người có thể vô đó mọi người tham khảo. Rồi, bây giờ sẽ đến với cái nội dung tiếp theo của video này, đó là hướng dẫn các bạn cách claim cái token Pirate Nation. Thì trong video ngày hôm nay, Long sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để claim cái đồng Pirate trong cái phiên bản airdrop season 2 của nó mọi người ha. Đầu tiên á thì mọi người sẽ cần phải vô cái trang web tên là Pirate Foundation. Và tại đây á thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ hiện cho mình một cái giống như thế này. Nhưng mà trước khi mà nó hiện cái số lượng token mà mọi người muốn claim á thì mọi người cần phải kết nối ví của mình vô nha. Thì khi mọi người kết nối ví vô thì nó sẽ hiện giống như Long. Sau đó ở đây mọi người sẽ chọn continue và ở đây nó sẽ có hai mục. Mục đầu tiên là cái mục claim và sau đó các bạn sẽ đem đi stack nó để mà nhận cho mình cái phần thưởng điểm. Tuy nhiên là cái lựa chọn thứ hai sẽ là claim without, có nghĩa là mình sẽ claim ra ngoài luôn và không có stack token này lại. Thì ở đây Long chọn cái cách thứ hai mọi người ha. Đương nhiên là dù mọi người theo cách nào đi chăng nữa thì mọi người cũng cần phải chuẩn bị phí ETH cho mình. Và đặc biệt là mọi người phải lưu ý là cái ETH này nó sẽ nằm ở mạng Ethereum mainnet luôn, chứ không phải là mạng BOB giống như việc mọi người chơi game ha. Nó sẽ nằm ở ERC20 á. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị ETH ở đây. Và sau đó thì mình sẽ chọn phần claim này. Rồi các bạn chọn phần claim tiếp tục. Ở bước này á thì nếu như mọi người chơi một cách bình thường á thì không có cần phải để ý gì quá nhiều. Nhưng nếu như mọi người muốn tối ưu hóa về cái câu chuyện là phí của mình nó giảm đi á thì sẽ có hai hướng. Đầu tiên mọi người sẽ chọn cái bút chì này, mọi người sẽ chỉnh nó về low. Sau đó mọi người bấm confirm thì nó sẽ có một cái mức độ phí nó giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên á là nó sẽ rất là chậm. Rồi, và đó là cách đầu tiên để giúp cho mọi người chủ động trong cái việc giảm phí. Và cách thứ hai á là mọi người sẽ vào cái phần EtherScan này. Thì bây giờ Long sẽ mở cái link này cho mọi người xem ha. Thì khi mà mọi người vào cái link này á thì gần như nó áp dụng cho rất là nhiều những cái dự án mà liên quan về ETH luôn. Trong trường hợp mà cái thằng ở giữa này nó mà về tầm 6 tới 7 á, hoặc là dưới 6 luôn á thì cái phí của nó cực kỳ rẻ mọi người ha. Nói chung là rất là thoải mái cho cái việc sử dụng. Nhưng mà nếu mà nó nhảy lên tầm 16, 20 đồ á thì những cái khoảng thời gian đó mình nên né ra, tại vì những lúc đó cái phí của nó sẽ rất là cao. Kể như có những cái đoạn mà nó lên 20 á thì mỗi một lần mọi người claim nó sẽ đâu đó khoảng 8 tới 9 đô lần, và khi mọi người hoàn thành lệnh á thì nó sẽ trừ mình 3-4 đô gì đó. Còn như ở đây á, vừa rồi Long mới vừa claim xong thì nó chỉ yêu cầu mình có một khoản phí thôi là 4 đô thì phải. Nhưng mà thực tế á, là khi mọi người hoàn thành xong cái lệnh này á, nó chỉ trừ mọi người tầm 2 đô là cùng à, chứ nó không có trừ quá nhiều mọi người ha. Rồi, và sau khi mọi người đã chờ khoảng đó là 1-2 phút gì đó thì cái việc claim nó sẽ thành công. Đương nhiên là có những lúc mà mạng nó chậm á mọi người, thì có thể là 3-4 phút hay là 5 phút gì đó, kiểu mình chờ khá là lâu. Tuy nhiên như Long thì tầm 1-2 phút là xong rồi. Mình chọn cái phương án là không có giảm phí về cái mức slow á mọi người, nó ở mức trung bình ha. Rồi, sau khi mà mọi người đã claim xong á thì ở đây là gần như là hoàn thành rồi nè. Bây giờ ở bên ví MetaMask á, mọi người chọn như phần là Refresh List thì nó sẽ hiển thị ra thêm cho mình một cái phần đó là Import Token luôn. Thì cái này là một cái khá là hay của cái ví MetaMask hiện tại mọi người ha. Thì tại bước này, nhiệm vụ kế tiếp của mình á, là sẽ chuyển cái số tiền này lên trên sàn. Và cái sàn mà Long sử dụng để mà Long chuyển cái đồng này lên á là sàn Bybit mọi người ha. Và có một cái lưu ý nữa là để mà các bạn chuyển tiền lên sàn này á, mọi người cần phải KYC trước, kiểu như là chụp cái mặt của mình cùng với lại cái mặt trước mặt sau của chứng minh nhân dân á là đã hoàn thành xong cái việc đăng ký rồi, nó cũng rất là dễ. Rồi sau đó thì mọi người sẽ vào phần tài sản nè, có phần nạp tiền đó, các bạn chọn ở đây ha, thì nó sẽ hiện ra cái giao diện giống như Long luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn đồng Pirate, mình ghi chữ Pirate mọi người ha. Sau đó các bạn chọn phần ETH nè, rồi ở đây thì mình ghi là đã hiểu, sau đó mình chọn phần sao chép. Rồi bước này thì chúng ta sẽ quay lại với cái vừa rồi, các bạn sẽ nhập vô, các bạn chọn send. Tiếp tục là mình sẽ dán cái địa chỉ ví mà mình vừa copy bên sàn qua, sau đó các bạn chọn match ha, rồi các bạn chọn continue. Và rồi bước này thì mình tiếp tục là mình chuyển nó lên sàn mà thôi, không có quá nhiều cái rắc rối nữa. Rồi, và thế là mình đã hoàn thành xong cái việc claim token cũng như là chuyển cái token này về sàn. Còn cái việc mà bán ở giá nào thì nó sẽ là tùy mỗi cá nhân mọi người ha. Rồi, và đó là cách để mà mọi người có thể claim được cái đồng Pirate này về sàn và sau đó bán ra USDT nha. Và Seed World là một nền tảng game web 3 cho phép người chơi tự tạo dựng cho mình một cái gameplay và cũng như là một cái thế giới riêng trong cái nền tảng đó. Tương tự với những cái trò chơi như là Prologue, và cái nền tảng này được phát triển bởi Cidify, một cái dự án LearnPath và đồng thời là một cái quỹ đầu tư chuyên về game web 3. Và có thể nói Seed World khá là tương đồng với trò chơi Minecraft nhưng nó nằm ở dạng 3D. Hiện tại nền tảng Seed World đã có thông tin là sẽ ra mắt dự án đầu tiên với tên gọi là Beyond the Keep, với cái lối chơi là game bắn súng kết hợp với lối chơi sáng tạo, chức năng cho phép người chơi tự sáng tạo và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên trong game. Dự kiến sẽ ra mắt cùng thời điểm với bản beta test của Seed World vào tháng 2 năm 2025.